But winter is coming. We know what's coming with it. Mùa đông sẽ đến nước ta sau 1344 giờ nữa. Đó là tin tức mới nhất mà chúng tôi nhận được sáng nay từ đài khí tượng CDTeam. Dù rằng mùa đông năm nay sẽ ấm hơn do biến đổi khí hậu, nhưng khi tham gia vào chuyến hành trình ngày hôm nay, các bạn vẫn có cơ hội diện những bộ áo khoác mùa đông sành điệu để đến khám phá những dây chuyền sản xuất ra những chiếc xe tăng uy lực nhất thế giới hiện tại. Vâng, điểm đến đầu tiên của chúng ta hôm nay chính là thành phố Nizhny Tagil thuộc tỉnh Sverdlovsk, Liên bang Nga. Công ty cơ khí Uralvagonzavod, viết tắt là UVZ. Đây chính là xưởng lắp ráp nền mẫu T-90 lừng danh đang tung hoành trên khắp các chiến trường nóng bỏng. Nhà máy này được nhà nước Liên Xô khởi công xây dựng từ năm 1931 như một phần trong nỗ lực công nghiệp hóa toàn diện đất nước. Tuy nhiên lúc đó, phần nhiều nhà máy sản xuất các linh kiện cho xe quân sự vẫn được đặt tại Ukraine và một số nước Cộng hòa thành viên khác. Phải đến năm 1941, sau khi nổ ra cuộc chiến tranh vệ quốc, chính quyền Xô Viết mới cho sơ tán hàng chục nhà máy cùng phòng thiết kế, thí nghiệm ở Kharkov và một số nơi khác đến. Nhà máy Stalinuran số 183 được thành lập. Cho đến khi kết thúc đại chiến thế giới, đã có ít nhất 25.914 xe tăng T-34 đã lăn xích ra khỏi các công xưởng tại đây. Sau chiến tranh, tổ hợp nhà máy UVZ đã phát triển nhiều loại xe tăng nổi tiếng có tầm quan trọng không thể bỏ qua đối với lịch sử công nghiệp quốc phòng thế giới như T-54A, T-55, T-62. Gần đây phải kể đến T-72 cùng các phiên bản cải tiến đều là những mẫu xe tăng hết sức phổ biến từ năm 1970, vẫn được quân đội Nga và nhiều quốc gia khác tin dùng cho đến ngày nay. Với nền tảng công nghiệp và nguồn vốn khổng lồ trong tay, các lãnh đạo của tổ hợp UVZ cũng tính đến chuyện đầu tư vào một số ngành khác như sản xuất máy kéo, máy công nghiệp, một số phương tiện xây dựng và cả ô tô. Bên cạnh đó, nhà máy cũng tham gia vào chế tạo các phòng chứa và bộ kho bảo quản lạnh cho nhiều hợp chất như nitơ lỏng, argon, oxy và hydro, vốn là một phần không thể thiếu cho công nghiệp sản xuất tên lửa. Vào cuối những năm 1980, đầu 1990, khi Liên Xô đang đứng trước nguy cơ tan rã, tổ hợp nhà máy này đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Sản lượng ô tô suy giảm kể từ giữa những năm 1990. Quân đội Nga sau đó cũng dừng mua xe tăng và hợp đồng xuất khẩu lớn duy nhất để lắp ráp xe tăng T-72 ở Iran cũng bị đình chỉ do thỏa thuận giữa chính phủ Nga và Mỹ năm 1995. Bất chấp những khó khăn trước mắt, các nhà máy tại đây vẫn được duy trì chứ không bị san lấp để xây sân tennis hay biệt thự. Tổ hợp sản xuất cũng cố gắng chế tạo nhiều phương tiện kỹ thuật khác nhau cho quân đội. Những phương tiện này cũng có thể được sử dụng cho mục đích hòa bình, chẳng hạn như khắc phục thảm họa thiên nhiên hoặc cứu họ trong tình huống khẩn cấp. Riêng đối với dây chuyền sản xuất xe tăng, một cột mốc quan trọng trong lịch sử của UVZ là việc đưa xe tăng T-90 vào trang bị ở những năm 1992 như là loại xe tăng chủ lực mới của quân đội Nga. Chiếc xe được phát triển bởi Cục Thiết kế Kỹ thuật Vận tải Uran, một phần của Uralvagonzavod. Tất cả chỉ đợi đến đầu những năm 2000, một hợp đồng mua 310 chiếc xe tăng T-90S với Ấn Độ ký kết, mở đường cho hàng loạt hợp đồng bán, chuyển giao dây chuyền sản xuất các biến thể T-90 đến nhiều khách hàng lớn. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2007, một hợp đồng đã được ký kết với công ty cổ phần đường sắt Nga để cung cấp 40.000 toa chở hàng trị giá 68 tỷ rúp trong 3 năm cho đến năm 2010, đáp ứng hơn 70% nhu cầu của nhà máy máy kéo Cheyabiz. Công ty cũng nhận được khoản trợ cấp từ chính phủ để thanh toán nợ và tái đầu tư sản xuất. Từ đó, các lãnh đạo UVZ hiếm khi còn được chủ nợ gọi điện hỏi thăm sức khỏe và chuẩn bị quần áo ấm mỗi khi trái gió trở trời. Tuy nhiên, tình trạng khủng hoảng tài chính lại tái diễn vào sau năm 2014-2015 một phần do khó khăn chung của nền kinh tế Nga. Tháng 12 năm 2016, ông Putin đã ký sắc lệnh chuyển giao 100% Uralvagonzavod cho tập đoàn Rostec. Ngày nay, Uralvagonzavod nắm giữ bao gồm hàng chục doanh nghiệp. UVZ theo truyền thống được đưa vào danh sách 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. 3 bộ phận của tập đoàn bao gồm thiết bị đặc biệt, thiết bị đường sắt và thiết bị xây dựng đường bộ, sản xuất hơn 200 loại sản phẩm. UVZ là nhà máy sản xuất xe tăng duy nhất cho lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Và nếu là một người có kỹ năng và đam mê với ngành quân sự, ngay bây giờ hãy lên tầng 3 của tòa nhà đằng kia. Còn nếu chưa tự tin và muốn quay lại lần sau, thì hãy nhớ địa chỉ của nó ở số 26B, đường cao tốc Vostokno, vùng Sverdlovsk, Nizhny Tagil. Uralvagonzavod không chỉ chờ đợi các chuyên gia làm sẵn. Công ty sẽ giúp bạn có được chuyên môn từ đầu trên cơ sở trung tâm đào tạo nhân sự của riêng mình. Từ kỹ sư, nhà thiết kế, thợ tiện, thợ phay, thợ vận hành máy công cụ CPU, thợ lắp ráp cơ khí, thợ vận hành cầu trục. Đây là những ngành nghề sẽ luôn có nhu cầu ở mọi nơi. Dù mức lương khởi điểm ở đây chỉ khoảng 50.000 đến 100.000 rúp đối với công nhân, nhưng bù lại các bạn sẽ nhận một số phúc lợi khi thuê căn hộ, cho con cái học trường mẫu giáo, tiểu học và được chăm sóc, kiểm tra khám chữa bệnh định kỳ bởi một trong những đội ngũ nhân viên y tế tốt nhất Liên bang Nga. Còn bây giờ, chúng ta hãy tiến vào bên trong nhà máy theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Wow, một không gian thực sự rất ấn tượng. Tôi ước tính nó có thể dễ dàng chứa được tới 10 máy bay chở khách. Thật may mắn vì đây cũng là lúc dây chuyền sản xuất này đang hoàn tất mọi công đoạn cho một chiếc xe tăng dòng T-90. Toàn bộ quy trình lắp ráp thân xe tăng đều được sắp xếp theo băng tải và giai đoạn đầu tiên là lắp ráp khung gầm. Uralvagonzavod ngoài xe tăng T-90M còn đang nâng cấp T-72B lên phiên bản T-72B3. Năng lực sản xuất T-90M hiện nay vào khoảng 100 chiếc mỗi năm. Đầu tiên, khung thô chiếc xe tăng T-90 sẽ được lắp vào một số bộ phận riêng biệt như hệ thống treo, lò xo, thanh xoắn. Sau đó, nó sẽ được lắp các loại dây điện, thiết bị nối và bánh sau. Mỗi cm của hệ thống dây điện và phần tử thiết bị phải được bảo quản nghiêm ngặt, cố định chính xác vào các hốc đã được thiết kế sẵn. Được biết, mỗi xe tăng hiện đại có thể cần tới hàng trăm mét dây điện để vận hành các hệ thống điện tử. Sau khi hoàn thành các công đoạn này, những người công nhân sẽ lắp vào khoảng trống kia bộ hộp số và hệ thống trợ lực. Nếu đến đây, có bạn nào thắc mắc bộ động cơ diesel 12 xi lanh lừng danh của cỗ xe đang nằm ở đâu? Thì hãy nhìn đằng kia, nó đang được kiểm tra đến từng con ốc, đảm bảo cho nó có thể cấp năng lượng cho xe tăng chạy 60 km/h trên quãng đường phẳng 550 km mà không bị trục trặc đến ngoài tầm kiểm soát. Các đoạn kiểm tra đã xong, giờ bộ động cơ đã được vận chuyển và lắp ráp bằng một đường dây, và người ta sẽ dùng chiếc cần cầu hai người lái nhấc lên, hạ chính xác vào phía sau khung, cứ như là trò chơi xếp hình vậy. Còn ở đằng kia, người ta đang vận chuyển chiếc tháp pháo hình nó rất đặc trưng. Nó sẽ mang theo một khẩu pháo nòng trơn, đóng vai trò quyết định trong mọi trận đấu. Với sự trợ giúp của chiếc xe, người ta sẽ đưa nó chắp nối chính xác vào, tạo nên một tháp pháo hoàn chỉnh. Hãy tránh sang một bên, nếu chẳng may. Vâng, chiếc cần trục đã nâng chiếc xe tăng lên và ghép chính xác vào khung gầm. Có vẻ như chiếc xe tăng đã được hình hài đầy đủ và có thể đi vào chiến đấu ngay và luôn. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Ngoài phải lắp thêm một số thiết bị phụ trợ, chiếc xe tăng sẽ mất một chút thời gian kiểm tra. Sau khi hoàn tất quy trình kiểm tra sơ bộ, chiếc xe tăng sẽ được lắp một ống thở kim loại siêu to. Không sai, họ sẽ dìm xe tăng xuống bể nước để kiểm tra độ kín nước. Tin tôi đi, ít nhất thì chiếc xe tăng chắc chắn sẽ không giống như một số con đường cao tốc bị hỏng do mưa đâu. Một nhân viên kỹ thuật sẽ trèo vào trong xe, xoay chuyển nòng pháo. Các chuyên gia sẽ đặt những kích thước theo hai chiều để kiểm tra tốc độ lẫn góc quay của cả tháp pháo. Hôm nay có vẻ là ngày đẹp trời. Chiếc xe tăng đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra vừa rồi. Bước tiếp theo, nó sẽ được cần trục cầu lên và chuyển ra bãi đất trống đằng kia. Người ta sẽ sử dụng một khẩu RPG-7 huyền thoại bắn thẳng vào chiếc xe đang được bọc giáp. Vâng, quả đạn chống tăng đã được phóng đi, nhưng nó đã bị đánh hạ ngay khi chưa kịp hôn nhẹ vào thân xe. Đúng là RPG không phải lúc nào cũng giữ nguyên phòng độ. Xe tăng T-90 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực, cho phép người điều khiển phát hiện mục tiêu với hiệu quả như nhau trong cả ngày lẫn đêm. Để làm được điều này, xe tăng sử dụng kính ngắm ảnh nhiệt với camera chụp ảnh nhiệt thế hệ thứ 2, một bộ phận được cung cấp bởi Cục Thiết kế Kỹ thuật Vận tải Uran. Trước khi chuyển tới khám phá nhà máy xe tăng tiếp theo, Kiến thức Quân sự xin mời các bạn cùng khám phá từng khoảnh khắc cỗ máy chiến tranh mang thương hiệu UVZ đã dồn dập hỏa lực vào các mục tiêu xung quanh. Không những thế, nó còn biết leo dốc, vượt hào hết sức điệu nghệ nữa. Trong tương lai, rất có thể dòng xe tăng này sẽ phải đối đầu với những đối thủ từ phía bên kia đại dương tại chiến trường Ukraine. Không sai, đó chính là nhà máy xe tăng quân đội Lima, tọa lạc tại quận Allen, dọc theo xa lộ liên bang 75, Tây Bắc Ohio. Đây cũng là nơi cho ra đời những dòng xe tăng hết sức nổi tiếng mang thương hiệu của Hoa Kỳ như M-Nam Stuart, M-Iso Pershing và tất nhiên là cả dòng Abrams hiện đại. Kể từ năm 1980, quân đội Mỹ đã phụ thuộc vào Abrams để đạt ưu thế chiến đấu trên chiến trường. Có rất nhiều điều đã thay đổi tại nhà máy xe tăng quân đội Lima kể từ khi những chiếc xe tăng chiến đấu đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp cách đây gần 75 năm. Trong Thế chiến thứ hai, cơ sở ở Ohio có hơn 5.000 nhân viên và xử lý hàng chục nghìn phương tiện để vận chuyển ra nước ngoài. Nhà máy này thuộc sở hữu của quân đội Hoa Kỳ và do General Dynamics vận hành. Người ta cũng đang có kế hoạch tân trang lại xe tăng Abrams để Mỹ gửi tới Ukraine và đang chuẩn bị chế tạo một phiên bản cập nhật của loại xe này cho Ba Lan. Và ngay bây giờ, các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến các bước tân trang cho một chiếc xe tăng dự kiến sẽ được Mỹ chuyển cho các đối tác và đồng minh. Đầu tiên, từng bộ khung của đó sẽ phải qua tay những người công nhân này. Họ sẽ tân trang lại những cấu phần có dấu hiệu rỉ sét dựa trên quy trình phun nổ, loại bỏ những vết rỉ sét lâu nằm trên chúng. Abrams là loại xe tăng có khả năng chống chịu rất tốt với đạn pháo. Chúng được ghép từ các tấm hợp kim titan bằng máy cắt plasma điều khiển bằng máy tính. Ở nhiệt độ 18.000 độ F, ngọn lửa của máy cắt hồ quang điện nóng gấp đôi nhiệt độ mặt trời. Kim loại có khả năng chịu đựng cao là một phần thiết yếu để che chắn xung quanh thân, tháp pháo và bánh xích của xe tăng Abrams. Quy trình tương tự cũng sẽ được thực hiện bởi những chiếc tháp pháo sau khi đã được tháo tấm chắn. Sau khi được hoàn thành, chúng sẽ được xếp gọn gàng lên giá và chuyển đến dây chuyền lắp ráp. Bộ phận này được gọi là vòng trượt. Nó được lắp ở phần đế bên trong của thân xe, có hình trụ, cho phép tháp pháo của xe tăng quay 360 độ mà dây của nó không bị rối. Trước khi được lắp lại với nhau trong một quy trình không khác gì xếp hình, khẩu pháo sẽ được nhân viên kỹ thuật kiểm tra độ giật của pháo để đảm bảo rằng nó có thể hoạt động ổn định, đáp ứng đúng yêu cầu chiến thuật. Sau khi pháo được lắp vào tháp pháo, chúng sẽ được chuyển sang dây chuyền lắp ráp để bổ sung các hệ thống thiết bị nội thất. À, có vẻ như anh nhân viên an ninh kia đang có chuyện gì muốn nói với chúng ta. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói điều này, nhưng các bạn sẽ phải rao ngay một lúc. Do tính chất nhạy cảm của quy trình lắp ráp này, chúng tôi không thể cho các bạn tiếp tục ở đây. Hãy ra ngoài và quay trở lại một vài phút nữa. Vậy là một lát nữa chúng ta mới được quay trở lại. Không sao, vì dù gì bên ngoài cũng có nhiều thứ đáng để xem. Và tôi vừa nhận được thông báo từ anh nhân viên an ninh, quy trình nhạy cảm nhất đã được hoàn tất và chúng ta có thể trở lại bên trong nhà máy. Đây là tháp pháo hoàn thiện sắp ra khỏi dây chuyền lắp ráp. Nó sẽ được đặt sang một bên cho đến giai đoạn sau của quá trình này, khi nó sẽ được hoàn thiện với một thân xe tăng hoàn chỉnh. Còn đây là phần khoang sẽ chứa 3 thành viên tổ lái của xe tăng, xạ thủ, chỉ huy và người nạp đạn, cùng gần 1 tấn thiết bị điện tử và chỗ ngồi. Tất cả chúng sẽ được chất lên từ bên dưới tháp pháo và lắp vào. Chúng được bố trí hết sức khoa học, tạo cảm giác thoải mái cho tổ lái trong một không gian hết sức chật chội như vậy. Những công nhân bên trong thân xe này đã có hàng chục năm kinh nghiệm làm việc với các bộ phận cơ giới tại đây. Họ sẽ lắp đặt thiết bị một cách có hệ thống tại hàng loạt trạm dọc tuyến. Một dây kéo sẽ lôi thân xe về phía trước, vì lúc này chúng chưa được lắp đặt hệ thống treo. Phía trước mặt là nơi khung gầm Abrams đã được lắp đặt nhiều thiết bị và hệ thống bên trong. Nó đang được nâng lên khỏi mặt đất để lắp đặt các bộ phận treo. Còn đây không phải là bánh tạo phòng gym đâu. Chúng chính là các bánh chịu nặng đang được xếp chồng lên nhau, chuẩn bị được gắn lên xe trước khi người ta bọc xích vào đó. Để thực hiện tới bước này, người ta sẽ phải giải ra các đoạn xích. Tại mỗi bên của cốt xe, một bánh xích lớn được bắt vít vào bộ chuyển động cuối cùng. Và đây là bộ phận di chuyển của xe tăng. Để hoàn tất việc lắp đặt đường dây, một hệ thống dòng dọc có tời sẽ nối hai đầu đường xích lại với nhau từ hai đầu. Cuối cùng, chúng ta sẽ khám phá bộ động cơ tuabin khí Honeywell AGT-1500 uống xăng như uống nước của xe tăng. Động cơ tuabin có công suất 1.500 mã lực và sử dụng nhiều nhiên liệu, nghĩa là nó có thể hoạt động trên nhiều loại nhiên liệu khác nhau, từ dầu diesel đến nhiên liệu máy bay phản lực, xăng cho đến dầu hỏa và thậm chí là cả dầu lạc. Điều đó mang lại cho xe tăng sự linh hoạt cao. Đây là lợi thế lớn trong chiến đấu hoặc hoạt động khác. Thiết bị này được thiết kế theo kiểu cắm và chạy, nghĩa là nếu bị hỏng hoặc không hoạt động, nó sẽ được rút toàn bộ ra và thay thế bằng một cái mới. Một quy trình đúng chất, hỏng chỗ nào thay chỗ ấy rất đặc trưng của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Dù có vẻ hơi hoang phí, nhưng đó chỉ là đối với những quốc gia thiếu điều kiện hơn, chứ không phải đối với Hoa Kỳ. Trên chiến trường, đây được cho là cách sửa chữa hệ thống hiệu quả nhất. Trong trường hợp như thế này, thiết bị gặp lỗi thường sẽ được đưa đến khu vực bảo trì. Nhờ sở hữu lượng lớn các phương tiện cơ giới, nên động cơ hay bất cứ thiết bị nào cần thay thế hoàn toàn có thể được vận chuyển bằng xe tải hạng nặng hoặc bằng máy bay để đảm bảo tốc độ nhanh nhất có thể. Cũng như mọi phương tiện chiến đấu cơ giới made in USA khác, sau khi quá trình sản xuất chính hoàn tất, các thùng chứa sẽ được chuyển vào một tòa nhà riêng biệt được gọi là thử nghiệm và chấp nhận. Tại đây, chúng được nhân viên của General Dynamics Land System thực hiện quy trình kiểm tra 1.200 hạng mục, bao gồm việc lái xe tăng khoảng 30 dặm, xoay, bắn pháo thử nghiệm vào mục tiêu đã được định sẵn. Tiếp theo, nhân viên thử nghiệm sẽ cho xe thực hiện thao tác leo lên ngọn đồi nhân tạo này. Gài phanh tay, tắt nguồn, đợi một khoảng thời gian nhất định, bật lại động cơ, nhả phanh rồi lùi xuống dốc. Sau khi nhân viên kỹ thuật hoàn thành việc kiểm tra, cơ quan quản lý hợp đồng quốc phòng tại chỗ của chính phủ sẽ tiếp quản với các thanh tra đảm bảo chất lượng sẽ tự kiểm tra, bao gồm khoảng 600 đến 700 lần như vậy, còn căng thẳng hơn cả học sinh tiểu học ôn thi. Trong nhiều trường hợp, quy trình thử nghiệm và chấp nhận cho một chiếc xe tăng còn mất thời gian hơn là sản xuất ra chúng. Nhưng xin hãy lưu ý rằng, nơi chúng ta đang đứng chỉ là nhà máy lắp ráp. Nó gần như là bước cuối cùng trước khi chuyển giao xe tăng đến tay của nội. Trên thực tế, để sản xuất một chiếc xe tăng như vậy, người ta phải tập hợp rất nhiều linh kiện đến từ nhiều nhà máy khác nhau trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ, kể cả nước ngoài. Hết sức phức tạp, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cũng như tiềm lực công nghệ rất lớn. Đó chắc chắn không phải là điều mà quốc gia nào cũng có thể làm được. Và đến đây, hành trình khám phá hai nhà máy sản xuất xe tăng của hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới của kiến thức quân sự đã kết thúc. Và nếu được lựa chọn, các bạn có muốn trở thành công nhân hay kỹ sư, những nhà thiết kế cho thương hiệu xe tăng của Nga hay Mỹ? Hãy để lại câu trả lời ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ, Việt Cường thay mặt cả ekip, xin chào và chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp.